Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống bộn bề, những lo toan, khó khăn vất vả, một con vật nuôi sẽ là bạn tốt cho ta, giúp ta thư giãn, thoải mái hơn. Nếu như bạn đang băn khoăn không biết nuôi con vật nào, thì một chú chó sẽ là người bạn trung thành và thân thiết. Còn nếu như bạn đang nuôi một chú chó và yêu thương nó hết mực, thì bạn có chắc là mình đã hiểu rõ nó chưa? Thống kê trên thế giới cho thấy có rất nhiều loài chó và nguồn gốc của chúng là do cáo và chó sói tiến hóa mà thành. Có một số loài chó phổ biến như chó bạch trê, phần lớn là ở Trung Quốc và Đức, có bộ lông vàng, pha đen trên lưng, mõm cũng có màu sẫm, thường được cảnh sát huấn luyện để bắt giữ tội phạm, tìm ma túy. Một số loài chó được huấn luyện để dẫn đường cho người mù và phát hiện những người bệnh ung thư. Giống chó Chihuahua, loài chó nhỏ nhất, thường được các gia đình khá giả ưa chuộng, giống chó Pitbull, hay còn gọi là chó bướm bởi đôi tai nó hình dáng của đôi cánh bướm. Rất thân thiện và thông minh, giống chó Shih Tzu mà chúng ta vẫn quen gọi là chó Nhật, thường được nuôi trong nhà làm cảnh. Lúc mới ra đời, chó con không có răng, nhưng chỉ sau 4 tuần tuổi đã có thể có 28 chiếc răng. Bộ hàm đầy đủ của loài thú này là 42 chiếc. Mắt chó có đến 3 mí, mí trên, mí dưới và mí thứ 3 nằm giữa, hơi sâu vào trong, giúp bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn. Tai của nó cực thính, chúng có thể nhận được 35.000 âm rung chỉ trong một giây. Khứu giác của chúng cũng rất tuyệt vời. Người ta có thể ngửi thấy mùi thức ăn trong nhà bếp, nhưng chó chỉ có thể phân biệt được từng gia vị trong nồi. Thậm chí những chú chó săn còn tìm thấy cả những cây nấm non nằm sâu trong rừng, bởi lẽ chúng có thể phân biệt gần 220 triệu mùi. Có phân biệt vật thể đầu tiên là dựa vào chuyển động, sau đó đến ánh sáng và cuối cùng là hình dạng, và thị giác của chúng rất kém. Ta có thể thấy vào mùa đông khi nằm, thỉnh thoảng chó lại lấy đuôi che cái mũi ướt át. Đấy là cách chúng giữ ẩm cho mình. Chó có đến 2 lớp lông. Lớp lông bên ngoài tùy vào những loại chó khác nhau mà có màu sắc khác nhau. Lớp lông bên trong như một cái máy điều hòa giúp cho chúng giữ ẩm khô ráo. Trong những ngày mưa rét hoặc hạ nhiệt trong những ngày nóng bức, khi nhiệt độ cao, chó thường lè lưỡi ra để thở. Đấy là một cách làm hạ nhiệt cơ thể. Các loài chó ngày nay hầu hết là do lai giữa các loài khác nhau. Giống chó mới thường mang thuộc tính của bố mẹ chúng. Nhưng chúng ta đã biết, sau nhiều năm được con người thuần hóa, chó sói tiến hóa và trở thành chó nhà. Thói quen săn mồi theo bầy đàn của chó sói đã bị mất khi nó trở thành chó nhà. Nhưng có một đặc tính chung cho cả chó sói lẫn chó nhà, đó là thói quen khoanh vùng sống bằng nước tiểu. Bất kể con chó nào từ vùng khác đến, nếu không to khỏe, dũng mãnh hơn con chó đã khoanh chủ quyền bằng nước tiểu trước đây, thì sẽ phải bỏ đi nơi khác. Ngược lại, nếu dũng mãnh hơn, thì ngay lập tức nó sẽ khoanh vùng bằng bãi nước tiểu của nó để đánh dấu. Chó được nhiều người yêu thích không chỉ do thân thiết, thông minh mà còn do tính trung thành. Chó là người bạn hoàn toàn, không vụ lợi, không vô ơn, không bao giờ tráo trở. Nó luôn ở cạnh ta trong phú quý cũng như trong bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như khi đau ốm. Nó sẽ phủ phục trên nền đất lành trong mùa đông buốt giá,
miệng sau được cận kề bên chủ, được bảo vệ chủ. Nó hôn tay ta, dù ta không có gì cho nó. Nó sẵn sàng chống trả lại những kẻ dám động đến chủ nó. Nó canh giấc ngủ cho ta, cho dù ta là một ông hoàng hay một gã ăn xin. Dù ta có tán gia bại sản, thân bại danh liệt, thì con chó vẫn trung thành với ta. Nếu chẳng may ta trở nên kẻ vô gia cư, thì chắc chắn bạn đồng hành với ta trên con đường hoạn nạn sẽ là con chó. Và một khi thân xác ta đã nằm trong lòng đất lành, thì khi ấy, khi mọi người đã quay về hết, chỉ còn lại con chó nằm gục mõm giữa hai chân trước trên nấm mộ của ta. Đôi mắt ướt buồn như muốn cùng ta nằm trong ngôi mộ lạnh lẽo này. Theo một nhà dân tộc học, tục thờ chó khá phổ biến ở nhiều dân tộc trên thế giới. Ban đầu, tục này xuất phát từ các dân tộc chăn nuôi gia súc khu vực Tây Nam Á với vai trò canh giữ đàn gia súc. Sau đó có thể người Ăn, Âu đã mang vào Đông Á những tập tính chăn nuôi cùng tín ngưỡng thờ đòi, thờ chó. Trong thần thoại vùng địa Trung Hải và Cận Đông, hình tượng chó kẻ canh giữ gia súc đã sớm chuyển thành kẻ canh giữ thế giới âm phủ. Trong thế giới tâm linh của một số dân tộc, những đức tính của chó được tôn vinh. Chó không phải là loài vật nuôi trung thành, mà còn là người bạn tận tụy bên ta trong suốt cuộc đời. Đó là bài thuyết minh về những chú chó rất đáng yêu. Vậy các bạn còn chờ gì nữa? Hãy tìm cho mình một con để bầu bạn, chơi vui đùa cùng chúng. Chúng không có biết giận hờn, chúng không có biết tráo trở, chúng không có biết trả đũa ai bao giờ. Xin mến chào các bạn, hẹn clip sau mình sẽ làm tiếp thuyết minh về các loài chó. Nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ mình nhé.